Kính thưa công đoàn phụng vụ, hôm nay trong ngôi nhà thờ giáo xứ Hợp Châu, chúng ta có một cái dịp đặc biệt, đó là Đức cha Đa Minh, giám mục giáo phận Thái Bình, chủ chăn Thái Bình, sai đến cho chúng ta một vị mục tử mới, đó là cha Vinh Sơn. Đối với cha Vinh Sơn Vũ Huy Thông, đây là lần đầu tiên chuyển xứ, cho nên là chắc là bồi hồi, lo lắng lắm. Không biết tuần vừa qua có ngủ được không? Tối hôm qua các cha chuyển xứ về toàn giáo mục để cho các cha yên tĩnh nghỉ, ngủ nghỉ cho nó khỏe. Nhưng tôi đoán chưa chắc đã ngủ được. Với chúng tôi thì chuyển xứ nó quen lắm rồi. Một hai lần quen lắm rồi, cho nên là bây giờ đi, nhưng mà các ngài là lần đầu tiên, chắc là lần sau đỡ hơn, lần này chắc làm sao bối rối hơn. Thế nhưng mà đây hôm nay lại là một cái dịp cho chúng ta nhìn lại. Như vậy thì cái việc mà Đức giám mục sai một linh mục đi, hay nói cái khác là hôm nay các cha nhận bài sai từ tòa giám mục, nó làm sao? Có nghĩa là gì? Mục đích chính là gì? Sao, tại sao lại gọi là bày sai? Sao không gọi là bày đúng? Mà lại gọi bày sai? Thưa, thường thì khi mà chuyển thuyên chuyển các linh mục thì chúng ta chỉ nhìn thấy bên ngoài thôi. Nhiều người chỉ nhìn thấy rằng, trời ơi, chuyển các cha đi làm gì? Đang yên, đang ổn. Nhà sư giáo xứ đang yên, đang ổn. Mấy năm nay giáo xứ, giáo cha xứ đang đồng lòng phát triển, đang xây dựng. Đấy. Chuyển đi làm gì? Thôi cứ để từ từ, không để ở ít ra 50 năm đi. Thôi là mấy năm đi. Hỏi thật chứ, nếu mà để cha cũ 50 năm ở Hợp Châu này, mừng hay vui? Hỏi thật đấy, thật lòng đấy. Nói vậy thôi nhưng mà ở trong đấy là chúng ta chỉ nhìn bên ngoài thôi, mà thậm chí nhiều người còn nhìn bên ngoài còn bảo, trời ơi, mỗi lần một chuyển xứ như này nó giống như linh mục, giống như kiểu cái sân chơi quyền lực của linh mục, giống như kiểu là một cái con tốt sân chơi quyền lực của quyền lực thôi. Không, chứ không phải thế. Đó là chúng ta chỉ nhìn bên ngoài thôi, chỉ nhìn những cái rườm rà bên ngoài thôi. Còn mục đích chính của cái việc sai đi này là gì? Thưa, mục đích chính, bản chất, động lực, mục đích là đến từ Thiên Chúa. Đến từ Thiên Chúa, cụ thể là Đức Giê-xu. Đức Giê-xu là người được sai đi đấy. Trước khi trở thành người sai đi thì Đức Giê-xu đã trở thành người được sai đi. Không phải lời tôi nói mà chính lời Chúa Giêsu nói trong Luca chương 4, 18. Khi Ngài vào hội đường Nazareth, người ta đưa sách cho Ngài đọc để Ngài bắt đầu khởi đầu sứ vụ. Thì Ngài nói rằng, thần khí Chúa đã ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi. Ngài sai tôi đi công bố tin mừng cho kẻ bị giam cầm, biết họ được tha. Cho nên Chúa Giê-xu cũng là một người được sai đi. Và khi đi, khi thi hành cái nhiệm vụ sai đi đó, thì Chúa Giê-xu luôn luôn lấy động lực từ Chúa Cha, luôn luôn lấy cái cảm hứng từ Chúa Cha. Khi mà muốn lấy cảm hứng để làm việc đó, thì Chúa Giê-xu đã phải nói, cha tôi liên lỉ làm việc, thì tôi cũng vậy liên lỉ làm việc. Khi mà Chúa Cha sai đến trần gian, gặp toàn xương cục thôi. Đến mà người ta, Chúa đến Chúa gọi, gặp xuống trần gian này tưởng ngon lành, xuống toàn gặp xương cục thôi. Ấy mà phải, Chúa gọi là chén đắng. Gặp phải chén đắng, Chúa đối diện, Chúa cũng sợ lắm chứ. Nhưng mà Chúa cũng phải lấy động lực từ Chúa Cha. Lạy cha, nếu có thể được thì xin cất chén đắng này xa con, nhưng đừng theo ý con, một theo ý cha. Chúa Giêsu là người được sai đi. Ngài luôn luôn lấy động lực, luôn luôn lấy mục đích từ Chúa Cha. Và đến được Chúa thì bắt đầu Chúa lại sai thì các môn đệ đi. Chúa sai các tông đồ đi. Và trong Gioan 20:21 nói, như cha đã sai thầy thì thầy cũng
sai anh em. Chúa Giêsu sai đi. Rồi Matthew chương 28 câu 19, Chúa căn dặn các môn đệ mục đích của việc sai đi làm gì. Anh em hãy đến với muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và hãy đi, anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy. Chúa căn dặn kỹ hơn nữa, kỹ lắm, từng ly từng tí. Đấy, căn dặn về với mục đích, về nguồn gốc sai đi, căn dặn về cái mục đích, bây giờ căn dặn về cách ứng xử khi được sai đến. Anh em hãy ra đi, đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Rất kỹ. Chúa còn cảnh báo đấy. Cái này nghe Chúa còn cảnh báo. Trước khi sai các môn đệ đi, Chúa kỹ đến mức cảnh báo, tức là biết trước rồi. Các môn đệ cẩn thận. Anh em hãy ra đi, Thầy sai anh em như chiên con đi vào giữa sói rừng. Tức là cảnh báo những khó khăn gặp phải. Đấy, chúng ta sẽ thấy rằng là cái bản chất của cái việc bài sai đó là thế, đi là thế. Rồi chúng ta trích một số để chúng ta biết được cái nguồn gốc, động lực, bản chất của việc sai đi. Bây giờ chúng ta nhìn cụ thể vào cái việc hôm nay Đức Cha Đa Minh sai cha Vĩnh Sơn, Vũ Huy Thông về giáo xứ Hợp Châu ở Hạt Tiên Hải này. Tôi bật mí một tí, cá nhân một tí thôi. Tôi ở trên tòa giám mục, không phải gần Đức Cha nhưng mà đi thể thao, biết được mỗi một lần chuyển xứ, mỗi một lần thay đổi xứ, Đức Cha lo lắng lắm, mất ăn mất ngủ. Chúng ta nhìn ra mặt của Ngài không ngủ đâu. Ngài lên nhà nguyện, cầu nguyện liên tục. Bởi vì đó là cái thao thức của một mục tử. Bây giờ sai các linh mục là những cánh tay nối dài của mình đi đến các giáo xứ. Các giáo xứ là ai, là gì? Thưa, là những con chiên, là những con chiên mình yêu thương, vỗ về, dẫn dắt. Bây giờ phải sai đi làm sao, cách thức làm sao, nhu cầu làm sao hợp với con chiên, rồi làm sao mà phát sinh hiệu quả, tác động. Cho nên là Ngài mỗi một lần, có lẽ rằng là tâm tình mục tử khi mà sai các cha đi là hao mòn sinh lực của các giám mục, lo lắng cân nhắc xứ này xứ nọ xứ kia. Đấy, tôi cảm nhận được như vậy. Thế thì hôm nay á, chúng ta đến đây chúng ta thấy đấy, Đức Cha Đa Minh trao bài sai đích danh cha Vũ Huy Thông về giáo xứ Hợp Châu. Thật sự là tôi cũng lạ. Tôi cứ ngẫm nghĩ, tôi bảo tại sao Đức Cha không sai các cha khác mà lại sai cha Vũ Huy Thông về giáo xứ Hợp Châu. Vì cha Thông thì mới gọi là 3 năm nó ly mục, vẫn còn chắc dầu, sức dầu vẫn còn thơm, 3 năm vẫn còn thơm. Hai nữa là mới trải nghiệm một cái giáo xứ Lãm Khê, gọi là dân đông lắm thì ăn Tết cũng chắc 4 mâm. Thế thôi. Bây giờ về Hợp Châu bao nhiêu? 70 mâm chưa hết. 70 mâm chưa hết mà, thật mà. Đấy, rồi Hợp Châu một cái giáo xứ, chính tôi được chứng kiến nha. Ngày xưa lúc Đức Cha Đa Minh này đang làm chánh văn phòng, thời Đức Cha Sang ấy, Ngài chuẩn bị hưu. Lúc giờ tôi chuyển chức rồi nhưng mà tôi đang giúp Đức Cha Đa Minh, tôi đang chuẩn bị đi du học, tôi giúp Đức Cha Đa Minh thôi. Mà Đức Cha Đa Minh, Đức Cha Francisco cho Đức Cha Đa Minh chọn 2 cái giáo xứ mà Đức Cha Francisco bảo ngon nhất giáo phận. Đó là xứ nào biết không? Trong đó có Hợp Châu đây này, xứ Thiên Lộc với xứ gì?
Sứ Hợp Châu, Đức cha Francisco bảo tôi cho cha một cái đặc quyền, bởi vì tôi chuẩn bị hưu rồi, cha làm tránh văn phòng, Đức cha Đa Binh này bảo cha cầu đấy, là cha làm tránh văn phòng của tôi vất vả, bây giờ tôi cho cha được chọn có hai sứ ngon nhất giáo phận là Hợp Châu với này gì. Thế cho nên là tôi ngẫm nghĩ là tôi chỉ được về Hợp Châu làm cha chánh sứ hoặc làm quản nhiệm Hợp Châu một ngày thôi là tôi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Hợp Châu đó, thế thôi sao? Nhưng mà Hợp Châu này rồi, nhất là ông cha tiền nhiệm đó là tôi vẫn gọi là cha phi thường, là bởi vì ngài về ngài làm được những công việc phi thường. Giáo dân hoặc là mọi người, có nhiều người cứ đòi hỏi quá các cha thôi chứ, đấy là cầu toàn quá, đấy là hoàn hảo quá, nhưng mà những gì ngài làm được như vậy là đủ lắm, đừng có đòi hỏi quá. Con người nó chỉ có giới hạn thôi, mà những gì ngài làm được như vậy đã là một việc phi thường lắm rồi. Tôi nói thật, tôi cũng đi làm cha xứ rồi, chỉ xin một tí đất thôi, mấy miếng thôi mà đã vất vả lắm rồi. Đây xin bao nhiêu miếng? Bao nhiêu? 20.000 mét à? Hả? Quá sức rồi đấy. Đòi hỏi thế thôi, đừng có cầu toàn, đừng có đòi hỏi quá. Như vậy là tôi, đối với tôi như vậy là quá cực, là giỏi lắm rồi đấy. Đương nhiên là còn xây dựng nhà thờ ấy, tất cả nó chưa xong, nhưng mà cứ từ từ nó mới xong. Cái việc này chúng ta biết là ở bên Macedonia có nhà thờ người ta xây gần 200 năm rồi mà vẫn chưa khánh thành. Phải xây công trình như vậy. Cho nên là một cái xứ Hợp Châu ấy, lớn đối với cha Giao Mê Thông là lớn. Rồi lại công trình đang dở dang. Lẽ ra thì phải chọn một ông nào đại gia tí. Cha Thông thì chúng ta nhìn thấy thế gì? Có đẹp trai không? Giao dân Hợp Châu đâu rồi? Nhìn ngắm cha mới chưa? Hỏi thật có đẹp trai không? Đẹp trai cho giáo vô tay. Đấy, đẹp trai được rồi. Có đại gia không? Chưa biết, không đọc nói. Không, cái đó vẫn là cái rỉa bề ngoài thôi. Tôi lại đọc chính của Chúa. Chúa sai đến. Đây này, cái việc Chúa sai đến nó buồn cười, nó lạ lắm. Nó vượt quá với lại cái lý luận của con người. Để muốn thành lập một dân riêng, dân tuyển chọn của Chúa, Chúa lại chọn và sai một ông cụ gần 100 tuổi, lại chưa có con cái nối dõi tông đường. Biết ai không? Biết ai không? Sao nó Hợp Châu học giáo lý, biết ai không? Hợp Châu phong trào giáo lý mạnh lắm đấy. Để chọn một dân riêng, thành lập một dân riêng, Chúa chọn một ông cụ gần 100 tuổi, lại chưa có con nối dõi tông đường. Ai? Ai? Abraham, đúng rồi. Đấy, mấy bà kèn giỏi giáo lý thế. Để dẫn đưa Israel thò thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cập với quyền lực của Pharaoh để tiến về đất hứa, Chúa lại chọn một người ăn nói ngọng nghịu nhút nhát. Ai? Ai? Môi-se, đúng rồi, bên cả đoàn Môi-se, đúng rồi, chuẩn đấy. Tôi mà có tiền thưởng, tôi thưởng rồi đấy. Nhưng mà không có tiền, tôi mà đại gia. Để chọn một người đứng đầu giáo hội, Chúa lại chọn một người từng, nói theo ngôn ngữ ngày nay là từng có tiền án, tiền sự. Chối Chúa. Ai? Ai Gioan đấy? Mà nói Gioan đấy. Phê-rô chối Chúa. Để nói ngôn ngữ ngày nay thôi, chứ còn về gọi là hình sự thì không có. Đổi tiếp nữa. Để mà loan báo tin mừng phục sinh đầu tiên, tin mừng phục sinh nhá, Chúa lại chọn một người phụ nữ có một quá khứ bi đát. Ai? Chọn một người phụ nữ có quá khứ, người ta bảo gái điếm. Ai? Maria.
Maranatha. Rồi để đem tin mừng của Chúa đến với dân ngoại thì Chúa lại chọn một người đi tìm giết Chúa. Ai? Phao-lô. Đấy là lạ lắm rồi. Nhưng mà lạ hơn nữa này, để chọn một người đến để củng cố đức tin, đem xây dựng cộng đoàn giáo xứ, hoàn thiện ngôi nhà thờ đang xây, rồi tiếp tục sau này làm nhà chung giáo xứ cho giáo xứ Hợp Châu, Chúa lại chọn một người. Ai? Ai? Hợp Châu mà không dám nói à? Ai? Cha Joa Kim Đặng Văn Hội. Đúng không? Không. Ai? Không phải sai đọc đối. Bây giờ tập nhớ cha, tên của cha xứ mình đi. Cha ai? Chọn ai? Maria Vũ Huy Thông á? Vinh Sơn Vũ Huy Thông. Tôi thấy lạ lắm. Thật tôi thấy lạ lắm. Bởi vì bình thường để về hoàn thiện một cái công trình này cần phải nhiều tiền lắm. Tôi đoán tôi không, thực ra tôi không biết chắc, nhưng tôi đoán để làm được như này ấy, cho đến bây giờ chắc chắn là còn phải nợ nhiều. Đúng không? Có phải không? Ông Trung có phải không? Chắc nợ chứ, không nợ không được. Nợ với bình thường Mỹ giàu nhất vẫn còn phải nợ, không chi là, cho nên để làm cái này là còn phải nợ. Nhưng mà đấy, chúng ta biết đấy, cái con đường Chúa chọn nó khó hiểu đâu. Thế mà chính cái khó hiểu đó, chính Chúa chọn những người bình thường đó. Ấy, cho Chúa chọn cha Thông về. Cha Thông trước khi mà Ngài vào chủng viện đó, Ngài được huấn luyện trong môi trường lính rồi. Ngài đi lính mấy năm. Võ thì Ngài, tôi không biết Ngài có võ hay không. Nhưng mà lính thì chắc chắn là phải tập cái tinh thần. Đấy, tập cái tinh thần sẵn sàng lên đường. Xong là xếp cái môi trường lính, không biết 2 năm hay 3 năm gì đấy. Ngài lại được vào huấn luyện để trở thành lính Chúa Kitô. Môi trường trung viện là cũng sẵn sàng, cho nên là chắc chắn là Ngài đoán và đọc được ý Chúa. Đó. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa chọn qua Đức Giám Mục, Chúa chọn qua Đức Giám Mục. Nó khó hiểu, nhưng mà sẽ thấy rằng là qua cái khó hiểu đó, qua cái tưởng chừng như là đơn giản đó, thì là cái mà để Chúa thực thi quyền lực của Chúa. Tất cả những gì chúng ta làm được, con người làm được, không phải do công lao của chúng ta, không phải do sức mạnh của con người, mà là do Chúa. Chúa tác động. Đấy, và cha Thông về Hợp Châu này, nhìn nhà thờ thì nó vậy thôi, nhìn cơ sở thì nó còn đang ngổn ngang vậy thôi, nhà này này này. Nhưng mà chỉ cần kéo Chúa đến, quy tụ cộng đoàn trở thành một cộng đoàn tin mừng, thì đảm bảo chứ, bằng giờ sang năm quay lại đây ấy, là nhìn giống như Ocean Park. Chứ không phải đơn giản đâu. Bởi vì người dân người ta đã làm được như này, tức là tinh thần cao lắm. Người dân đã được có những tinh thần như này, tức là lòng đạo tốt lắm. Bây giờ chỉ cần quy tụ thôi, kéo ơn Chúa đến, lấy Chúa, Chúa là cái nơi, Chúa là nguồn, Chúa là chỗ quy tụ, thì Chúa sẽ đem lại cho chúng ta. Và đó cũng chính là tất cả những cái mong ước, những nguyện chúc mà quý cha đến tham dự thánh lễ hôm nay, cũng như là mọi người ấy cầu chúc cho cha tân quản nhiệm về một giáo xứ mới, rồi cầu chúc cho tất cả các bà con ở trong giáo xứ Hợp Châu, chúng ta sẽ trở thành một cộng đoàn tin mừng, cộng đoàn yêu thương, có Chúa ở cùng. Và khi đã có Chúa ở cùng thì mọi cái từ nhà thờ cũng sẽ hoàn thiện, đất đai cũng sẽ ngon lành, thế rồi nhà chung sau này cũng sẽ có. Chỉ sợ không có Chúa thì còn có Chúa, tất cả mọi cái đều có. Đó là những cái mong ước mà chúng ta mong ước trong ngày nhận nhiệm thể mới, nhiệm sở mới của cha tân quản nhiệm hôm nay. Amen.